Tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Nhật ngữ Minh Châu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài thứ 2 trong cuốn Power Đồ ri lự từ vựng cấp độ N2. Trước khi vào bài, chúng ta cùng nhau xem lại lịch phát sóng các video trên kênh Nhật ngữ Minh Châu hàng tuần nhé. Thứ 2 và thứ 3 là nội dung của cấp độ N3, thứ 4 và thứ 5 là cấp độ N2 và thứ 6, thứ 7 là cấp độ N1. Các bạn đang học N3, chúng ta có thể xem video của N3 và N2. Các bạn đang học N2, chúng ta hãy xem video của N2 và N3. Nếu có thể thì chúng ta cũng xem thêm video của N1 để học những kiến thức nâng cao hơn. Còn các bạn đang học N1 thì chúng ta hãy xem video của N1. Nếu có thể thì mình xem thêm video của N2, N3 để chúng ta củng cố lại những kiến thức cũ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài nhé. Môn đề 1, dạng bài cách đọc chữ Hán. Câu số 1 ạ. Tai phư ngá can tô chi hôn ní si tê rô sô đà. Ở đây thì chúng ta có chữ này là chữ tiếp và chữ cận. Chữ tiếp và chữ cận đọc theo âm ông là xịch kinh, đúng không? Chữ xếp chữ và từ chữ cận là chữ tiếp thì đọc là xếp chữ, đúng không? Còn chữ cận thì là kinh, và hai từ này ghép với nhau thì sẽ bị biến âm thành là xịch kinh. Xịch kinh nghĩa là tiến lại, đến gần. Câu này chúng ta chọn đáp án số 4. Tai phư ngá can tô chi hôn nhị xịch kinh si tê rư sô đà. Nghe nói là cơn bão đang đến gần khu vực Kanto. Vậy câu số 2 ạ. Đê wa raishu no ...nhị mata goren rakushimasu. Chúng ta có chữ trung tuần, đó, chữ này là chữ trung tuần. Chúng ta đọc theo âm ông là chiu-jin, tức là 10 ngày giữa tháng, hoặc là chúng ta dịch chung là giữa tháng cũng được. Và câu này, chúng ta từ cái câu này nhá, chúng ta sẽ học mở rộng thêm hai từ vựng nữa, đó là từ jōjin, chữ thượng, và chữ tuần, nghĩa là 10 ngày đầu tháng, đó, hoặc là chúng ta dịch là đầu tháng. Và chữ hạ tuần, 10 ngày cuối tháng. Chữ hạ tuần này thì chúng ta để ý cách đọc nhé. Gejun, chữ hạ bình thường là chúng ta hay đọc là cạ, đúng không? Cạ theo âm ông. Tuy nhiên là trong trường hợp này đọc là ghê. Thỉnh thoảng ý, chữ hạ này sẽ được đọc là ghê đấy. Cho nên chúng ta hãy để ý nhé. Gejun là hạ tuần, 10 ngày cuối tháng, hoặc là dịch là cuối tháng. Câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4. Sore de wa raishu no chūjin ni mata goren raku shimasu. Xin lỗi, raigetsu no chūjin ni mata goren raku shimasu. Và chúng ta dịch câu này là vậy thì cuối tháng sau tôi sẽ liên lạc lại. Câu số 3. Byoki ya kengan ni hoken ni haita hou ga ii. Trong này thì chúng ta có động từ sonaeru, chữ Hán của chúng ta là chữ bị, và động từ là sonaeru. Chữ bị này trong chuẩn bị từ jinbi, đúng không ạ? Âm ông của chữ này là bi, còn âm cân là động từ sonaeru, nghĩa là chuẩn bị, dự phòng, trang bị. Dự phòng cho động đất chẳng hạn, đúng không ạ? Mua sắm đồ ăn trước chẳng hạn, đúng không ạ? Còn ở đây thì sẽ là dự phòng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dịch theo nghĩa dự phòng. Có cụm từ hoken ni hai lự thì chúng ta từ hai lự là vào, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không dịch là vào bảo hiểm, mà chúng ta sẽ dịch là tham gia bảo hiểm. Câu này chúng ta chọn đáp án là số 2, sonaete. Byoki ya kenga ni sonaete hoken ni haita hou ga ii, tức là nên tham gia bảo hiểm sẵn để dự phòng cho bệnh tật, đúng không ạ? Bệnh và thương tật. Các đáp án sai thì đều có nghĩa, chúng ta thử xem nhé. Từ đầu tiên là từ sasaeru. Sasaeru chữ Hán là chữ chi, nghĩa là chống đỡ, nâng đỡ, gánh vác. Từ số 3, soroeru, tập hợp đầy đủ hoặc là làm cho thống nhất. Từ hikaeru chữ Hán là chữ khống, nghĩa là kiềm chế, hạn chế hay là chờ đợi. Chúng ta có một cụm từ là hikaeshitsu. Hikaeshitsu, chữ shitsu là chữ thất, căn phòng ấy, thì sẽ mang nghĩa là phòng chờ. Đấy, môn đề 2, đây là dạng bài cách viết đúng của chữ Hán. Câu số 1, sumimasen. Xin lỗi, không phải là semimasen, sumimasen nhé. Mọi người sửa giọng xin xem mới. Sumimasen, kono atari ni ginko wa arimasen ka? Từ atari, chúng ta sẽ có chữ nào là atari đây? Chữ Hán là chữ biên, nghĩa là xung quanh. Chúng ta sẽ chọn đáp án là số 3. Và chúng ta sẽ dịch câu này là xin lỗi, ở xung quanh đây có ngân hàng không? Các đáp án sai, chúng ta thử xem các từ vựng đấy, chữ Hán đấy là gì nhé. Từ số 1, từ này cũng có một trường hợp đọc là atari, mang nghĩa là sự ăn khớp, sự đúng, chính xác. Nó bắt nguồn từ động từ ataru,
Atarimas, bỏ đuôi mas đi thì sẽ biến thành danh từ. Động từ ataru thì sẽ có nghĩa là chúng hoặc là đúng. Chúng ta có một cụm từ là hi-atari. Hi-atari là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời. Từ số 2 là từ mawari. Mawari, chữ Hán là chữ chu, nghĩa là xung quanh. Ghép hay gặp, đọc theo âm ông là shui, shui. Còn số 4, chúng ta có từ kaeri, sự trở về, sự trở lại, đúng không ạ? Bắt nguồn từ động từ kaeru, kaerimas, có nghĩa là trở về. Câu số 2 ạ. Kazoku no tame chichi wa kenme ni hataraita. Kenme, kenme. Chúng ta có từ huyền và từ mệnh, nghĩa là tích cực, hăng say, say sưa, không mệt mỏi. Chữ huyền và chữ mệnh, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4. Số 4. Và chúng ta dịch câu này là gì ạ? Bố tôi đã làm việc hăng say vì gia đình. Các đáp án sai nhé, chúng ta học tham khảo thêm một chữ hiền. Chữ hiền, chữ này là chữ hiền. Và âm ông cũng là ken, âm ông cũng là ken. Chúng ta có một từ cũng đọc là ken me, là chữ hiền và chữ minh, nghĩa là sáng suốt, khôn ngoan. Sáng suốt, khôn ngoan, đây là một tính từ đuôi na. Và có một tính từ đuôi y của chữ Hán hiền này mà chúng ta rất hay gặp là từ kashikoi, thông minh, thông minh. Đây, câu số 3. Sonomachi no chimu ga atte kankyaku wa totemo yorokonde iru. Chúng ta có từ kankyaku, quan khách, khán giả, đúng không? Người xem. Còn từ yorokobu của chúng ta, cái câu hỏi này thì tất cả các chữ Hán đều vẫn là chữ hỉ đấy. Người ta chỉ kiểm tra chúng ta gì cái chữ Hán phần nào nằm trong chữ Hán, phần nào nằm ngoài chữ Hán, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là chữ yorokobu của chúng ta ấy thì có đuôi bự nằm ngoài, còn tất cả nằm ở trong. Thế cho nên khi chia sang thể tê, nó sẽ là yorokonde và sẽ có cái đuôi nde hiện ra bên ngoài, đúng không ạ? Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 2, đúng không ạ? Số 2. Và chúng ta dịch là đội của thành phố đó chiến thắng nên khán giả đang rất vui. Môn đai 3, đây là dạng bài điền ô trống. Câu số 1. Ichijikan mo okurete kita no ni ayamaranai tomodachi ni ga tatta. Chúng ta có từ ayamaru là xin lỗi. Ngoài ra thì có thêm một từ nữa là ayamaru, từ này thì chỉ là chúng ta học mở rộng thôi. Từ ngộ nghĩa là nhầm, sai. Trong bài của chúng ta, cái chỗ phần ô trống, chúng ta sẽ có một cụm từ là hara ngá tatsu. Hara ngá tatsu, hara là cái bụng, còn tatsu là đứng, cái bụng nó đứng lên, tức là nghĩa của nó là tức giận, giận dữ. Và câu này chúng ta chọn đáp án là số 3. Ichijikan mo okurete kita no ni ayamaranai tomodachi ni. Tôi đã tức giận vì đứa bạn đến muộn tận một tiếng mà không thèm xin lỗi. Câu số 2 ạ. Sono hanashi wa honto da. Chấm chấm chấm. Watashi wa sono chiko o mita no dakara. Chúng ta có các phó từ, đầu tiên là y mạn ní. Y mạn ní là chẳng mấy chốc, ngay thôi. Tức là sắp tới, trong tương lai cũng khá là gần thôi, nó sẽ xảy ra một cái sự việc gì. Gen ní, chữ Hán là chữ hiện, nghĩa là thật sự là, quả thật là, nhấn mạnh thực tế là có xảy ra vấn đề như thế. Nhấn mạnh thực tế là có như vậy. Jitsuni, thực sự là, cũng dịch là thật sự là, nhưng chúng ta sẽ hiểu jitsuni là một cảm xúc, cảm thán, sự nhận xét của người nói về một vật, một việc gì đấy. Ví dụ như là gì ạ? Bông hoa này thật sự là đẹp, cái bánh này thật sự là ngon, đúng không? Tức là nhận xét về sự việc và có kèm theo cái cảm xúc, tình cảm của người nói. Còn từ masani, chữ Hán là chữ chính, từ này nghĩa là đúng, thật, thật sự, dùng để nhấn mạnh cái tính đúng đắn, chính xác của sự việc. Ví dụ như là gì? Anh ta đúng là một học giả thực thụ, đúng không? Kiểu như vậy. Thế cho nên câu này nhá, chúng ta sẽ thấy là gì? Sono hanashi wa honto da, tức là câu chuyện đó là thật, đúng không ạ? Watashi wa sono chiko o mita no dakara, bởi vì là tôi đã nhìn thấy cái vụ việc đó, tức là bây giờ đang nhấn mạnh gì? Nhấn mạnh là thực tế là có xảy ra việc đấy và tôi đã nhìn thấy, đúng không? Nhấn mạnh cái việc là tôi đã nhìn thấy. Cho nên câu này chúng ta sẽ phải chọn đáp án là số 2, đúng không ạ? Geni. Sono hanashi wa honto da. Geni watashi wa sono chiko o mita no dakara. Và chúng ta sẽ dịch là câu chuyện đó là thật, bởi vì quả thật tôi đã nhìn thấy vụ tai nạn đó, đúng không? Nhấn mạnh là sự thật có việc đấy xảy ra. Câu số 3.
otsukatemite totemo yokatta node sono kono senzai o kau koto ni shita. Chúng ta có từ senzai, senzai là chất tẩy rửa hoặc là xà phòng. Các từ katakana này, từ đầu tiên là listo, list danh sách. Từ katarogu, katarogu là catalog. Sampuru là sản phẩm mẫu, hàng mẫu. Và từ pamphuretto là sách hướng dẫn, à, sách hướng dẫn. Thế trong câu này chúng ta thấy là gì? Otsukatemite, tức là dùng thử cái gì đấy đúng không ạ? Sau đấy thì totemo yokatta node, nó rất là tốt. Cho nên là kono senzai o kau koto ni shita, tôi đã quyết định mua cái chất, cái nước tẩy này. Thế thì chúng ta sẽ thấy là gì? Dùng, chắc chắn là dùng sản phẩm thử đúng không? Dùng sản phẩm mẫu và thấy tốt nên mua. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 3. Sampuru o tsukatemite totemo yokatta node kono senzai o kau koto ni shita. Tôi đã sử dụng thử hàng mẫu và thấy rất tốt cho nên đã quyết định mua chất tẩy rửa này. Hãy câu số 4. Ashita kara Hokkaido e itte kimasu. Ở đây chúng ta có itte kimasu tức là đi rồi về. Ii desu ne. Mori-san mo iku to itte imashita. Trong này chúng ta có soeba. Nói vậy mới nhớ. Tức là khi người nói câu trước, ấy, người nói A, người ta đề cập đến một chủ đề nào đấy. Và cái câu nói đấy của người A khiến cho người B chợt nhớ ra một câu chuyện khác cũng về đề cập đến chủ đề đấy, nhưng mà là một câu chuyện khác. Còn sô sư tự tố là nếu làm như vậy. Sore ni shite mo, ni shite mo là cho dù, cho dù như vậy. Và sore wa, cái này chúng ta có thể dịch là ôi ôi, thường hay dùng để thể hiện sự biết ơn. Ôi ôi, thật cảm ơn anh này, đúng không ạ? Tức là một chút ngạc nhiên trước, đúng không ạ? Sau đấy thì nói lời cảm ơn. Và câu này thì chúng ta sẽ thấy là gì? Anh A bảo là gì? Ngày mai tôi sẽ đi Hokkaido, đúng không ạ? Tôi sẽ đi Hokkaido, tức là đi một vài hôm hay đi một thời gian gì đấy rồi về, đúng không? Itekimasu. Xong rồi anh B bảo là ôi thích nhỉ, đúng không? Mà anh Mori cũng đã nói rằng sẽ đi. Thế thì chúng ta sẽ thấy là gì? Anh ấy đang liên tưởng tới một câu chuyện khác cũng cùng liên quan đến chủ đề là đi Hokkaido. Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 1. Và dịch là từ ngày mai tôi sẽ đi Hokkaido. Thích nhỉ? Nói vậy mới nhớ. Mori sằng cũng đã nói là sẽ đi. Hey, chúng ta chuyển sang môn đai 4 nhé. Đây cũng là dạng bài điền ô trống nhưng mà để hình thành một từ phức. Câu số 1. Computer ga tsuzen gen infume no sado o okoshita. Chúng ta sẽ có từ sado. Sado là thao tác, chạy hoạt động của máy móc. Và trong này cụm từ gen infume thì chúng ta dịch là không rõ nguyên nhân đúng không ạ? Và từ ngộ. Chúng ta có từ ngộ, từ số 3 này. Sai nhầm, từ này vừa nãy chúng ta vừa nói là động từ ayamaru ấy, là sai nhầm nhé. Thì chữ này là ngộ, âm ông đó là ngộ. Và khi chữ ngộ này ghép với một số từ, nó sẽ mang nghĩa là sai nhầm. Từ đầu tiên, ngay trong bài này, gộ sado, tức là chạy nhầm, hoạt động sai. Chúng ta lưu ý từ tác ở đây không được đọc là sa cự nhé, đọc là sa, gộ sado, hoạt động nhầm, chạy nhầm. Ngoài ra thì có một số từ khác chúng ta có thể tham khảo thêm như là gỗ cai, hiểu lầm. Gỗ xô sinh, gửi nhầm, mail. Từ xô sinh ý, thì hay được dùng cho là gửi mail, đúng không ạ? Và thêm từ ngộ đằng trước, tức là gửi nhầm người, gửi nhầm địa chỉ mail. Nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án số 3. Computer ga totsuzen gen infume no osado okoshita. Cái máy tính đột nhiên hoạt động sai mà không rõ nguyên nhân. Câu số 2, sạc kiếp cự, chữ tác khúc sạc kiếp cự, tức là sáng tác ca khúc, sáng tác bản nhạc. Ninaru tame, ông ngắc cư đai ngắc cử ni sứ sân đà. Chúng ta sẽ có một loạt những cái chữ thủ này, giả này, nhà, gia và sư. Tất cả những chữ này đều có thể ghép với một số đối tượng gì đấy để trở thành nghề nghiệp hoặc là người gì đó. Nhưng mà từ nào ghép với từ nào ấy thì thường là chúng ta sẽ cố gắng ghi nhớ. Từ đầu tiên là từ cà. Từ gia là người. Cái này thì có thể là hay dùng, chúng ta sẽ hay gặp nó trong những cái liên quan đến nghệ thuật. Ví dụ như là từ sạc kiếp cự cà đây, đúng không? Là người soạn nhạc, người sáng tác nhạc. Shoshetsu cà, tiểu thuyết gia. Ga cà, họa sĩ. Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 3. Sạc kiếp cự cà nhị nà rự ta mê ông ngắc cư đai gác cử ni sứ sinh đà.
tôi đã vào đại học âm nhạc để trở thành người sáng tác nhạc. Tự thủ thì chúng ta tham khảo thêm có một vài từ như là intensive này, người lái xe, sensu ca sĩ, và sensu là cầu thủ vận động viên, và từ casu ca sĩ. Chữ giả thì có rất là nhiều, chẳng hạn như là từ tetsugakusha. Viên. Còn từ sư có một số từ như là kagoshi này, điều dưỡng, y tá, liyoshi, ngư dân, hay là cholishi, người đầu bếp. Hay, câu số 3, kare wa majime de sekinin ga tsuyoi. Chúng ta có từ chữ cảm, chữ này như là ở tuần trước chúng ta cũng đã học ở trong môn đại một rồi ấy, đúng không ạ, là trên trong đầy cai rồi ấy. Chữ cảm này là cảm nhận này, cảm giác, ý thức hoặc là suy nghĩ. Ví dụ như từ của bài của chúng ta là sekinin cảm, ý thức trách nhiệm này, phư an cảm, cảm giác bất an, y hoa cảm, vi hòa cảm, tức là cảm giác không thoải mái. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án số 2. Kare wa majime de sekinin kan ga tsuyoi, tức là anh ấy rất nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao. Các đáp án sai nhé, chúng ta xem mình có cái chữ quan này, chữ quan này, chữ càng này, đáp án số 1 ấy. Từ này nghĩa là quan điểm, cách nghĩ, cũng rất là hay gặp này. Chúng ta có một số ví dụ như là từ kachi kan, giá trị quan, tức là quan điểm về giá trị. Jinsei kan, nhân sinh quan, tức là quan điểm về cuộc đời, về nhân sinh. Sekai kan, quan điểm về thế giới quan, và từ kịch côn cẳng, tức là quan điểm về hôn nhân. Số 3 là chữ tâm, đúng không? Chúng ta có sẽ hay dịch nó là tâm lý này, hay là tính cách lòng gì đó. Ví dụ như là irai sinh, tức là tâm lý ỉ lại, tâm lý dựa dẫm, hay là koki sinh, tính hiếu kỳ. Chữ C, số 4 là chữ C, chữ tính. Chúng ta có một, cũng có một vài từ như là kanose này, tính khả thi, đúng không? Gorise, tính hợp lý, tính phù hợp. Và từ tainetsuse, tính chịu nhiệt. Đấy, môn đai 5, đây là dạng bài chọn từ đồng nghĩa. Câu số 1, sono news wa tachimachi sekai juu ni hiromatta. Chúng ta sẽ để ý chữ thấy trong tachimachi nhé. Tachimachi là nhanh chóng, ngay lập tức, thể hiện cái diễn biến của sự việc ấy, nó diễn ra rất là nhanh, thay đổi biến đổi rất là nhanh. Từ sekai juu nhé, từ này chúng ta đọc là juu chứ không đọc là chiu nhé, khắp thế giới. Hiromaru thì là lan rộng, trạng thái lan rộng. Và câu này chúng ta thấy có từ sư ngữ ní là ngay lập tức này, từ tsui ní là cuối cùng thì, dẫn đến một kết quả. Đăng đăng, dần dần. Và yo ya cự cũng là cuối cùng thì, dẫn đến một kết quả. Thế thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 1 rồi, đúng không ạ? Và chúng ta dịch là tin tức đó nhanh chóng lan ra khắp thế giới, không phải là làm ra khắp thế giới nhá, bị gõ nhầm ạ. Lan ra khắp thế giới. Hay, câu số 2. Kare wa noto ni setseto nanika o kaete ita. Chúng ta có từ setseto. Setseto là cần cù, chăm chỉ, siêng năng, nhiệt tình, không ngừng nghỉ. Tức là làm một cái việc gì đấy, miệt mài, cần cù. Từ đầu tiên thì là tô cự là xa, đúng không ạ? Tô cự là xa. Setseto nó không phải tô cự nhé. Haya cự, từ nhanh, chữ là chữ tốc. Chữ tốc, nhanh. Từ thứ hai là nền sinh, nhiệt tình. Thứ ba là chô dự, khéo léo. Và số 4 là tanoshiso, trông có vẻ thú vị. Cái câu này chúng ta sẽ phải chọn đáp án là số 2, đúng không ạ? Nền sinh. Và chúng ta dịch câu là gì ạ? Anh ấy viết gì đó vào quyển vở không ngừng nghỉ. Viết gì đấy một cách là cần cù, cần mẫn. Câu số 3. Kacho wa ima meeting chiu de. Meeting chiu nhá. Chữ chung trong trường hợp này thì chúng ta lại phải đọc là chiu. Bởi vì nó mang nghĩa là gì? Bằng với shite, tức là đang làm gì đó. Koko ni wa orimasen. Từ meeting là cuộc họp, còn từ orimas là khiêm nhường ngữ của imas, tức là bây giờ đang không có ở đây. Kaigi, cuộc họp này. Sucho, công tác. Kenshu, khóa học. Và kyuka là nghỉ ngơi. Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 1, đúng không ạ?
trưởng phòng ấy thì đang học cho nên không có ở đây. Chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Trong câu này chúng ta mở rộng thêm thôi, chúng ta nhắc lại một chút kiến thức về phần khiêm nhường ngữ trong cái nội dung kính ngữ nhé. Tại sao lại là odimasen? Bởi vì mặt trong khi đang nói về hành động của cấp trên là trưởng phòng, đúng không ạ? Bởi vì là khi này trưởng phòng đang là người trong nhóm của mình đang đối ứng với người bên ngoài, thì hành động của người trong nhóm chúng ta cũng sử dụng khiêm nhường ngữ, đúng không ạ? Môn này 6, đây là dạng bài chọn cách dùng đúng của từ. Chúng ta có từ đầu tiên là wazato. Wazato nghĩa là cố tình, tức là làm cố tình làm gì đó thôi, đúng không ạ? Cũng khá là dễ hiểu. Câu số 1 nhé, từ makeru là thua, đúng không ạ? Sono senshu wa okane no tame ni wazato shia ni maketa, tức là cầu thủ đó đã cố tình thua trong trận đấu vì tiền. Câu số 2 ạ. O isogashi tokoro wazato kite kudasatte arigatou gozaimasu. Trong lúc anh đang bận rộn mà anh lại tới, đúng không ạ? Tôi rất là cảm ơn. Xin cảm ơn anh trong lúc anh đang bận rộn mà lại cất công đến chỗ tôi. Chúng ta sẽ hiểu là gì? Cất công lặn lội đến, chúng ta phải dùng một phó từ là waza. Câu số 3. Kono kimono wa kekonshiki no tame ni wazato tsukutte moratta tokubetsu na mono da. Câu này chúng ta sẽ hiểu là gì ạ? Bộ kimono này là món đồ đặc biệt tôi được cất công làm cho để dùng vào ngày lễ kết hôn. Cái này cũng là gì? Ai đấy người ta cất công làm cho tác giả, cho nên chúng ta phải dùng từ waza. Câu số 4 ạ. Haha wa juen demo yasukattara toku no supamare wazato kani ita. Tức là mẹ tôi ý, thì nếu mà rẻ hơn cho dù chỉ 10 yên thôi thì tôi cũng sẽ lặn lội đi đến tận siêu thị ở xa để mua. Câu này chúng ta cũng phải dùng từ waza. Tức là đáp án đúng sẽ là số 1, còn tất cả các đáp án sai thì chúng ta sẽ đều dùng thay thế bằng từ waza. Vậy câu số 2, từ hikikaesu. Hikikaesu là quay trở lại nơi xuất phát, tức là gì ạ? Đang đi đến một địa điểm nào đó nhưng mà vì một lý do gì, đang đi đến một địa điểm nào đó nhưng vì lý do gì mà người ta quay trở lại cái điểm xuất phát ban đầu. Ví dụ như là gì? Đang đi đường thì nhớ ra là để quên đồ cho nên quay trở lại nhà, đúng không? Hoặc là gì ạ? Cái máy bay đã bay rồi nhưng do thời tiết xấu chẳng hạn, đúng không? Lại quay trở lại nơi xuất phát. Cái câu số 1 nhé. Karita CD o tomodachi ni hikikaesita. Tức là gì ạ? Tôi đã trả lại cái đĩa CD mượn từ bạn, tôi trả lại, cho nên chúng ta sẽ phải dùng từ kaesita chứ không dùng từ hikikaesu. Câu số 2. Nikku ga yakete kitara hikikaesite ura mo yaite kudasai. Câu này ý là gì ạ? Khi thịt được nướng chín rồi thì lật úp cái mặt kia và tiếp tục nướng mặt sau. Thế thì lật úp chúng ta sẽ phải dùng cái động từ là hikurikaesu. Hikurikaesite. Câu số 3. Tsukatta dōgu wa sugu ni moto no basho ni hikikaesite kudasai. Dōgu thì là dụng cụ, công cụ. Câu này nghĩa là gì ạ? Dụng cụ đã sử dụng ấy thì hãy trả lại ngay vào chỗ ban đầu. Trả lại chúng ta sẽ dùng từ modosite, tức là trả lại nó về trạng thái cũ. Cho nên câu này chúng ta sẽ thấy cái số 4 này này. Wasuremono o shita node isoide ie ni hikikaesita. Tức là gì ạ? Vì tôi bỏ quên đồ cho nên tôi đã vội vàng quay về nhà. Chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4. Bây giờ chúng ta sẽ dành một ít phút chúng ta tổng hợp lại tất cả các từ vựng mà đã học được trong bài 2 ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ tổng hợp theo loại từ. Đầu tiên là động từ. Sonaeru, chuẩn bị, dự phòng, trang bị. Sasaeru, chống đỡ, nâng đỡ, gánh vác. Soroeru, tập hợp đầy đủ, làm cho đồng nhất. Hikaeru, kiềm chế, hạn chế hoặc một nghĩa là chờ đợi. Yorokobu là vui. Ayamaru, xin lỗi. Ayamaru, nhầm, sai. Haragatatsu, tức giận, giận dữ. Hikikaesu, trở lại nơi xuất phát. Tính từ kenmei, tích cực, hăng say. Một từ kenmei nữa chữ hán là hiền minh, sáng suốt, khôn ngoan. Kashikoi, thông minh.
danh từ hoặc danh động từ. Seeking, tiếp cận, tìm. Chiêu cẳng, chiêu dân, 10 ngày giữa tháng. Jojin, 10 ngày đầu tháng. Gejin, 10 ngày cuối tháng. Mawa, Atari, xung quanh. Atari nữa là sự ăn khớp, đúng chính xác. Hi Atari, ánh sáng mặt trời. Mawari, xung quanh. Kaeri, sự trở về. Kanayaku, quan khách, khán giả. Senzai, chất tẩy rửa, xà phòng. Kiêu cạ, sự nghỉ ngơi. Từ phức này, chúng ta có từ gỗ sa đô, chạy nhầm, hoạt động sai. Gỗ cai, hiểu nhầm. Gỗ sô sinh, gửi nhầm, meo. Sạc kiếp cự cà, người soạn nhạc, người sáng tác nhạc. Sô xếp sự cà, tiểu thuyết gia. Ga cạ, họa sĩ. Ân tên siêu, người lái xe. Sen siêu, vận động viên. Ca siêu, ca sĩ. Tên chưng ác sạ. Sekinin sạ, người chịu trách nhiệm. Kaioshi, điều dưỡng y tá. Chorishi, đầu bếp. Sekininka, ý thức trách nhiệm. Fuankan, cảm giác bất an. Iwakan, cảm giác không thoải mái. Kachikan, quan điểm giá trị. Jinseikan, nhân sinh quan. Sekai kan, thế giới quan. Kekkon kan, quan điểm về hôn nhân. Iraishin, tâm lý ỷ lại, tâm lý dựa dẫm. Kokishin, tính hiếu kỳ. Kanose, tính khả thi. Gorise, tính hợp lý. Tanase, tính chịu nhiệt. Phó từ, chúng ta có y mạ ní, chẳng mấy chốc, ngay thôi. Ghen ní, thật sự là, quả thật. Dịt sự ní, cũng là thật sự là, nhấn mạnh một cảm xúc nhận xét. Còn ghen ní là thật sự là, quả thật là, nhấn mạnh thực tế đã xảy ra. Ma xà ní, đúng thật, thật sự, nhấn mạnh tính đúng đắn, chính xác của sự việc. Sô hề bà, nói vậy mới nhớ, khi người nói trước đề cập đến một chủ đề khiến người nghe nhớ đến một câu chuyện khác cũng trong chủ đề vậy. Sô sư rự tố, nếu làm như vậy. Sore ni shite mo, cho dù vậy. Sore wa sore wa, ôi ôi, thường hay nói đầu câu thể hiện sự biết ơn. Tachimachi, nhanh chóng, ngay lập tức, diễn biến của sự việc diễn ra nhanh chóng. Sư dự lý, ngay lập tức. Suy ní, cuối cùng thì, dẫn đến một kết quả. Đăng đăng, dần dần. Yo ya cự, cuối cùng thì. Sệt xe tốt, cần cù chăm chỉ siêng năng. Wazato, cố tình. Wazawaza, lặn lội, cất công. Katakana, listo, danh sách. Katarogu, catalog. Sampuru, mẫu, hàng mẫu, ví dụ. Pamphuretto, sách hướng dẫn. Meeting ngự, buổi meeting, buổi họp. Các bạn ơi, bài của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn có ý kiến đóng góp hay là có mong muốn gì trong video tiếp theo thì chúng ta có thể bình luận ở dưới video hoặc là liên hệ trực tiếp với Sensei nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng tiếp theo.